Xin chào quý vị cùng bạn. Hôm nay chúng tôi quý vị cùng bạn và cùng đã được đi đi một vòng phố đi Vũng Tàu. Về đêm thì hiện nay là đêm 7 tháng 3 năm 2017, để mà xem cái không khí và chuẩn bị đón cái ngày 8 tháng 3 tại thành phố biển như thế nào. Thưa quý vị, thì ở thành phố biển Vũng Tàu này thì về đêm hoạt động cũng khá là sôi động quý vị. Đường xá thì đèn rất là đẹp. Và cư dân thành phố Vũng Tàu thì về đêm đi mà đi trên con đường này là đường rất mới quý vị. Đường này khá là nhiều quán món ăn về đêm nổi tiếng á. Tàu trong một hai năm lại đây. Ở đây ta đi một vòng xem cái không khí chuẩn bị tháng năm cuối năm tháng ba của tàu. Thì cái này thường thường sẽ có những cái nơi họ bán hoa tặng. Những cái bán nơi bán hoa này thì nằm ở dọc trong các ngoài đường quý vị. Có nhiều cách để mà chọn quà khác nhau trong ngày 8 tháng 3 của các phụ nữ. Thì ở đây ta đi xem một không khí vào thế nào. Dạ, ngày quốc tế phụ nữ thì 8 tháng 3 thì được lấy được quốc tế vì cho phụ nữ được khắp nơi trên thế giới. Ở Việt Nam chúng ta cũng có ngày cho phụ nữ là ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam quý vị. Đây hoa chúng tôi được tặng vào những ngày này. Đường Lê Hồng Phong này là một đường khá là lớn. Xe qua lại bây giờ đây có cái chỗ bán hoa rồi đây. Đó, chuẩn bị bán hoa rồi. Thank you.
ta đi qua khu vực ở đường Cầu Chiếu ban đêm quý vị, đi ngang cái đường ẩm thực buổi đêm mà nổi tiếng là đường Bà Rịa Vũng Tàu. Đây cái này cũng có đông lắm, khoảng 8 giờ rồi. Nhiều hàng không phải bị bán được.